Nhận định nữ Na Uy với nữ Anh. 2 giờ ngày 28 tháng 6, tứ kết World Cup nữ, dù đang có thành tích toàn thắng từ đầu giải nhưng cần biết đa phần những đối thủ vừa rồi của nữ Na Uy đều bị đánh giá không quá mạnh. Tuy nhiên, đối đầu với nữ Na Uy chắc sẽ khó khăn hơn nhiều. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo bóng đá, thành tích đối đầu của hai đội. Không mấy khó khăn để hạ gục nữ Cameroon với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8, nữ Anh đã có lần thứ 5 liên tiếp có mặt ở vòng tứ kết tại đấu trường thế giới. Cần biết rằng, đây cũng mới là lần thứ 5 họ tham dự sân chơi này, và với việc chỉ phải chạm trán đối thủ không quá mạnh là nữ Na Uy, thầy trò huấn luyện viên Phil Neville đang tràn trề cơ hội vào bán kết. Cần biết rằng, ngoài khoảng cách lên tới 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, trong những cuộc đụng độ trước đây, nữ Anh cũng đang tỏ ra hoàn toàn chiếm ưu thế trước các cô gái đến từ Bắc Âu. Cụ thể, ở 8 lần đụng độ gần nhất, nữ Anh đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua một trước nữ Na Uy. Và ngay như ở giải đấu cách đây 4 năm trên đất Canada, họ cũng đã vượt qua đối thủ này với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8. Trong khi đó, bên phía đối diện nữ Na Uy vẫn chưa đem đến sự tin tưởng nhất định sau những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay. Cụ thể ở vòng bảng, họ đi tiếp nhờ vị trí thứ 2 với 6 điểm sau 3 lượt trận. Còn ở vòng 1/8 vừa rồi, thầy trò huấn luyện viên Martin Sjogren đã phải khá vất vả để vượt qua nữ Australia trên chấm luân lưu 11m với tỷ số 4-1 sau khi hòa 1-1 ở hiệp chính và hiệp phụ. Cũng chính vì thế mà ở cuộc đụng độ tới đây, không chỉ bị đánh giá thấp hơn về trình độ chuyên môn nói chung, phong độ thi đấu cũng là yếu tố khiến cho nữ Na Uy thất thế trước các cô gái đến từ xứ sở sương mù. Chưa kể, việc phải căng sức cho trận đấu ở vòng 1/8 khi phải chơi 120 phút rõ ràng là yếu tố gây bất lợi không nhỏ cho các cô gái Bắc Âu. Tuy nhiên trên sàn giao dịch châu Á, dù gặp những bất lợi như vậy, thế nhưng nữ Na Uy chỉ bị xếp ở tỷ lệ cộng 1/4 cùng điểm ăn thấp và chênh lệch so với nữ Anh. Cần biết rằng, mức chấp này của nữ Anh là cao hơn đôi chút cho với hai lần đụng độ gần nhất. Tuy nhiên, nếu xét theo hoàn cảnh hiện tại, mức kèo này cũng chưa hẳn mang đến ưu thế quá lớn cho các cô gái đến từ xứ sở sương mù. Trên thực tế, sự nghi ngại với nữ Anh cũng là có cơ sở khi biết rằng dù duy trì phong độ tốt từ đầu giải, thế nhưng đa phần những đối thủ vừa rồi của họ đều bị đánh giá yếu không quá mạnh, trong khi thử thách của Na Uy là những đối thủ lớn hơn nhiều. Chưa kể, xét theo thành tích trên phương diện đầu tư, nữ Anh cũng chưa cho thấy sự an tâm khi để thua kèo châu Á ở 2 trên 4 trận đã qua, trong khi nữ Na Uy đã bất bại cả 4, vì thế nữ Anh sẽ khó trở thành mã đầu tư an toàn ở trận này. Ở một diễn biến khác, việc hàng công cả hai đội đều đang thể hiện được phong độ cao trong thời gian gần đây. Thế nhưng với tính chất quan trọng của trận đấu sắp tới cũng như kết quả đối đầu thường diễn ra chặt chẽ trước đó, lại thêm tỷ lệ tổng bàn thắng chỉ được niêm yết ở mức 2-1/2 cùng điểm ăn thấp cho cửa xỉu, mốc dưới sẽ là lựa chọn phù hợp hơn trong hoàn cảnh này.